Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh lắp của Hải Thì hôm nay là ngày 26 tháng 8 rồi nha các bạn Cũng là ngày mở giao dịch của dự án Đốt .s nha Thì mình xin nhắc lại cho các bạn nhớ một lần nữa nha Đó là dự án của chúng ta sẽ mở giao dịch vào lúc 19 giờ tối Tức là 7 giờ tối ngày hôm nay Tức là ngày 26 tháng 8 nha các bạn Rồi và trong video này mình cũng sẽ cập nhật một số thông tin liên quan đến dự án Đốt .s nha các bạn Rồi đầu tiên đó là cái thông tin vui nha các bạn Đó là hiện tại những cái đồng Đốt .s của chúng ta rút về sàn giao dịch như là sàn ô cái ít, sàn bài bit hay là sàn à, à, Binance đều đã về quý hết rồi nha các bạn rồi và đây là cái sàn Binance nha mình đã chọn sàn Binance để mà rút về nha các bạn thì để mà kiểm tra nó nằm ở đâu á thì các bạn vào trang chủ nha các bạn bấm vào cái mục quý nè khi mà các bạn bấm vào mục quý các bạn sẽ thấy cái đồng đốt của các bạn nằm bên dưới nè các bạn kéo xuống dưới các bạn sẽ thấy nha đây là đồng đốt của các bạn nè và nếu mà các bạn nào rút được về sớm thì trên sàn bên Hình cũng sẽ có chương trình khuyến mãi đó là nó sẽ tặng 500.000 người đầu tiên nha các bạn đó là 20.000 cái đồng đốt nha còn 700.000 người tiếp theo nó sẽ tặng 10.000 nha các bạn là tức là có khoảng 1 000 1 triệu 1 triệu 200 .000 tài khoản sẽ được tặng nha các bạn thì mình được tặng 10.000 nha các bạn rồi à, các bạn bấm vào tài khoản giao ngay nè. Nếu mà các bạn không thấy các bạn bấm vào tài khoản giao ngay cho mình thì nếu mà các bạn tìm cái đồng đốt ít đây, cái đồng đốt của mình có ở tài khoản giao ngay là mình đã có thể giao dịch rồi nha các bạn. Đấy. Còn bạn nào mà nếu mà các bạn nào mà à, nằm ở tài khoản funding nè, thì các bạn phải chuyển nó sang tài khoản giao ngay các bạn mới có thể giao dịch được nha. Thì để mà chuyển từ tài khoản funding sang tài khoản giao ngay á thì các bạn bấm vào nút chuyển nè. Thì tại đây các bạn chuyển này Quý support tức là tài khoản giao ngay nha các bạn Còn cái quý đi nè Thì các bạn có thể nhập mà cái đồng coi mà các bạn muốn chuyển ở đây nha Ví dụ ở đây là nó đang để đồng USDT nè Các bạn bấm vào các bạn Chọn cho mình cái đồng s đây Ví dụ chọn cái đồng s nè Rồi các bạn chuyển nhập số lượng vào đây Còn nếu mà các bạn muốn chuyển ngược lại Thì các bạn chuyển vào bấm vào hình hai mũi tên nè Nói chung nó cũng chuyển qua trên lại đơn giản thôi các bạn Cái này không có gì khó nha rồi và ở trên sàn okx OK cũng vậy nha các bạn. các bạn bấm vào cái mục ví của các bạn nè. khi mà các bạn bấm vào thì nó cũng nằm ở tài khoản giao dịch nha các bạn. tài khoản giao dịch ở đây. còn nếu mà các bạn tìm trong tài khoản giao dịch không có thì các bạn bấm vào tài khoản funding cho mình. còn nếu mà nó nằm ở tài khoản funding á thì các bạn bấm vào cái cái nút mà chuyển tiền là các bạn bấm vào đây để mà các bạn có thể chuyển đổi từ tài khoản funding sang tài khoản giao dịch nha các bạn đây thì nó cũng giống như bên sàn ba nền thôi các bạn các bạn có thể nhập cái đồng đồng xu mà các bạn muốn chuyển từ tài khoản vô tài khoản giao dịch rồi bên dưới là các bạn nhập số lượng rồi các bạn chuyển thôi rồi các bạn có thể bấm vào hình dấu mũi tên đảo chiều nè để chuyển qua chuyển lại nè đấy À, mình nhắc lại cho bạn nào chưa biết nha, tài khoản giao dịch đó là tài khoản mà các bạn chỉ giao dịch ở trên sàn uh, OKX thôi, còn uh, tài khoản full á là các bạn có thể chuyển ra bên ngoài. Ví dụ như là các bạn có thể chuyển từ tài khoản sàn Binance sang tài khoản sàn OKX hoặc là chuyển lên những cái sàn hoặc là chuyển về những cái ví web ba thì các bạn phải chuyển từ tài khoản giao dịch sang tài khoản funding để mà chuyển ra ngoài. Còn tài khoản giao dịch là chỉ giao dịch uh, mua bán giao dịch ở trên sàn OKX thôi. Đấy, các bạn hiểu đơn giản là nó như vậy cho nó dễ hiểu nha. Rồi và một cái thông tin tiếp theo liên quan đến thằng Dot S nói riêng và cả hệ sinh thái tôn nói chung này các nha các bạn. Đó là ông. Uh, uh ba veo đô đô rớp nha các bạn ba đô rớp người nga đó các bạn mà hiện tại là có quốc tịch của pháp đó các bạn đã bị bắt nha đó là sale của telegram nha các bạn đã bị bắt nha các bạn thì chắc chắn nó cũng sẽ như bạn hỏi là nó có ảnh hưởng đến dự án hay không thì chắc chắn không biết thì nhiều nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái hệ sinh thái của tôn nha các bạn mà thằng đốt s này nó thuộc hệ sinh thái của tôn cho nên nó cũng sẽ ảnh hưởng không ít thì nhiều chứ nó không ảnh hưởng là không phải nha nhưng mà các bạn cũng đừng quá lo lắng làm gì cả một tập đoàn của người ta các bạn thì À, một người đứng đầu bị bắt thì còn có những cái người khác lên à, à, kế tiếp nha các bạn chứ không phải là bị bắt là sập đổ luôn các bạn cứ lo là hệ sinh thái của tôn sập đổ nhưng mà không đâu nha các bạn. thì à, sau khi bị bắt thì cái đồng à, ton các bạn nó giảm cực kỳ mạnh luôn nha. đây thì các bạn có thể nhìn thấy sau khi mà có thông tin ông à, à, bavo dorob bị bắt nè là nó giảm tới khoảng là hai à, mươi mấy ba phần trăm nha các bạn nhưng mà hiện tại nó đang có dấu hiệu hồi phục rồi. thì à, đây là một à, cái này, nhiều bạn hỏi có sập hay không, tôn nó có sập hay không thì chắc chắn là không thể nào sập rồi các bạn, nhưng mà nó có thể chuyển giao quyền lực nếu mà uh, bao lốp bị uh, kết án đó, thì nó có thể chuyển giao quyền lực uh, cho một uh, bên châu Âu hoặc là uh, cho Mỹ thôi các bạn chứ không có cái chuyện mà nó sập đâu các bạn, giống như uh, nhiều khi nó phao tin giống như lúc trước uh, bay này bị bắt đâu đó các bạn, nó cũng phao tin thôi thì đây cũng là một cái uh, nếu mà nhìn theo chiều hướng tích cực á thì đây cũng là một cái cơ hội cho cái nhà đầu tư nha các bạn cho nên trong cái những cái mà uh, tin buồn thì nó cũng là một cái cơ hội cho những cái người khác thôi các bạn nếu mà các bạn biết nắm bắt tin tức nha còn mình thì đối với mình mình vẫn hầu uh, toàn theo phương pháp DCA bình thường nha các bạn còn cái phương pháp DCA là phương pháp gì á thì các bạn có thể uh, xem lại những uh, cái video game ở đầu trang của mình các bạn sẽ uh, biết về phương pháp DCA cho những bạn nào muốn đầu tư nha rồi và khi mà cái đồng tôn hiện tại nó về với của chúng ta rồi Khi mà vào lúc 19 giờ tối nha các bạn 19 giờ tối nó sẽ cho giao dịch thì các bạn mua bán như thế nào Thì trong những video lần trước mình đã hướng dẫn các bạn rất là kỹ rồi Mua bán rồi các bạn có thể giao dịch B2B để mà rút vào thẻ ngân hàng á Thì ở đây mình nhắc lại cho bạn nào chưa biết nha Thì ở đây các bạn bấm một cái chữ giao dịch trên sàn Binance nha Thì trên sàn ok nó cũng tương tự thôi các bạn Các bạn bấm vào chữ giao dịch nè Rồi các bạn muốn giao dịch cặp giao dịch nào thì các bạn có thể đó là À, chọn nha ví dụ ở chỗ này à, mình đang là cặp giao dịch BTC trên USDT các bạn bấm vào cho mình thì các bạn chọn cho mình là cặp giao dịch đót nha các bạn bấm vào thanh tìm kiếm là các bạn bấm à, DOT nha DOTS nè các bạn bấm DOTS nè. nhưng mà hiện tại thì nó chưa chưa niêm yết nha cho nên hiện tại mình tìm nó chưa ra nha các bạn đấy ví dụ còn ở đây thì mình lấy cái đồng BTC mình làm ví dụ nè đây BTC trên USDT rồi các bạn một bên mua nè một bên bán nè bây giờ chúng ta muốn bán thì chúng ta bấm vào bên bán nè rồi tại đây thì các bạn chọn cho mình cái lệnh nè. Thì trên sàn nào nó cũng có cái lệnh market nè các bạn này tức là cái lệnh thị trường á. Bên sàn OKX thì nó để tiếng Việt là lệnh thị trường, còn nếu mà nó để tiếng Anh là lệnh market nè. Tức là chúng ta giá của thị trường bao nhiêu là chúng ta bán bao nhiêu đó các bạn Rồi bên dưới là các bạn nhập số lượng thôi Ví dụ ở đây các bạn có bao nhiêu á, các bạn nhập vào đây Rồi các bạn bấm vào nút bán là được nha các bạn Rồi sau khi mà các bạn sẽ bán sang USDT Thì các bạn đã có thể mà à, giao dịch B2B để rút về tài khoản ngân hàng rồi nha các bạn Thì cái video mà giao dịch B2B như thế nào á Thì các bạn có thể click vào phần ghi bình luận nha Mình có để cái video hướng dẫn các bạn rất là kỹ rồi nha các bạn Và khi nào đúng 19 giờ tối mình sẽ làm video hướng dẫn các bạn à, à, bán luôn nha các bạn rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau